Xin chào các bạn, lại là Jolie và chương trình Người Trong Môn Nghề. Đã bao giờ các bạn tự hỏi là thế rốt cuộc người ta đi làm để làm gì ấy chưa? Khi mà mình còn nhỏ thì mọi người hay là bố mẹ hay nói là bây giờ mình lớn lên mình phải có công ăn việc làm ổn định này, cố gắng học giỏi, đỗ đại học, ra trường thì kiếm một anh nào đấy, rồi có một công việc ổn định, rồi lấy chồng, rồi sinh con. Tóm lại là một mô típ vô cùng quen thuộc mà mình thấy rất nhiều người nói với mình như thế. Và vào cái thời điểm đấy thì mình mới nghĩ là ủa, cái đấy nó có gì thú vị? Kiểu tại sao cuộc đời mình nó phải đi theo một cái mô típ như vậy? Cho nên là sau này thì Lê đã sống một cái cuộc đời mà mình cảm thấy nó rất là thiếu ổn định trong mắt của bố mẹ. Kiểu như là đi học đại học thì cũng học không giỏi cho lắm, rồi ra trường thì đùng cái đi viết sách xong thì đi làm một cái công việc mình cũng yêu thích, rồi lại đùng cái lại nghỉ việc lại đi chơi. Và cái hành trình đấy đã dẫn tới một việc, đấy là mình đã quen rất là nhiều người bạn mà chúng nó cũng không thấy ổn định ở đâu cả. Trong số đấy thì có một cái tên nó đã xuất hiện khi mà mình quyết định làm cái số ngày hôm nay. Đó là một người bạn của mình, một cô gái tên là Quỳnh Tabi, một nhân vật cũng điển hình cho sự bấp bênh và không ổn định y như Jolie vậy. Mặc dù thì Tabi cũng không hẳn là một old school trong nghề đâu, nhưng mà mình cảm thấy là hành trình của bạn ấy đi thì có lẽ nó sẽ thú vị và sẽ giúp các bạn có thể nhìn thấy một thế giới nào đó khác đi một chút so với lại cuộc sống của mình chẳng hạn. Đầu tiên thì chào Tabi. Chào Jolie, chào các bạn. Mình là Quỳnh Tabi đây. Hôm nay đến với Người Trong Môn Nghề thì cảm xúc đầu tiên của em bây giờ là như thế nào? Cảm xúc của em bây giờ em hơi hồi hộp. Hồi nãy vẫn còn thấy còn thăng bằng. Đấy, hồi nãy cầm khi mà kiểu quan sát mọi thứ đã phải đi dọn dẹp một chút để cho mình ổn định lại tinh thần ấy. Nhưng mà đến bây giờ khi mà mình bắt đầu một cái cuộc trò chuyện vẫn có một cái sự hơi hồi hộp nhẹ ở đây. Nhưng mà chắc là không sao đâu, bởi vì mọi sự nó sẽ, em tin vào chị Yo. Em đừng tin vào chị, bởi vì chị cũng hồi hộp lắm. Không hiểu sao ngày hôm nay khi mà nói chuyện với một cái người bạn của mình, một cô em của mình, thì tự nhiên nó không được bình tĩnh lắm so với mọi khi. Nhưng mà thôi, bọn mình cố gắng lên. Mà có lẽ là chị cũng không biết là câu chuyện của chị em mình nó có khiến các bạn cảm thấy thú vị không, hay trở thành một tấm gương xấu mà các bố mẹ sẽ bảo là thôi đừng có mà sống với hai đứa này. Thực ra là hôm trước em cũng có nói cái điều đấy với cả cô giáo của em. Cô giáo cũng đang là mẹ của hai người con gái. Thế là cô có nói với em một điều là bố mẹ kiểu có vẻ như là không ủng hộ mình đâu. Nhưng mà thực ra vẫn đang kiểu ngấm ủng hộ cho nó làm cái mà nó muốn. Kiểu tức là mình sẽ không phản đối nữa mà để yên cho nó làm. Thế là khiến cho em bắt đầu có một cái suy nghĩ là chính ra là bố mẹ bắt đầu không phản đối kịch liệt mình như những năm trước nữa. Và bây giờ bố mẹ đã bắt đầu xuôi theo mình rồi. Thì cũng là một cái tín hiệu tốt để cho bất cứ cái hành trình nào nó diễn ra thì nó là cái thời điểm mà nó phải diễn ra ấy. Chị nghĩ là nghe đến đây thì các bạn cũng sẽ khá là tò mò, không hiểu là chị em mình nói cái gì ấy. Rốt cuộc cô này cô làm cái gì mà bố mẹ cô ấy phải phản đối kịch liệt. Nhưng bây giờ sau rất nhiều năm thì cuối cùng là bố mẹ cũng ngoài mặt, đúng không? Ngoài mặt thì vẫn có vẻ không ủng hộ, nhưng mà ít nhất là đã ngấm ngầm ủng hộ để nó làm theo cái điều nó muốn. Thế thì ngay bây giờ nhá, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái phần chính của talk show này. Các bạn biết không, trước khi mà vào talk show này thì Jolie có bảo với Quỳnh đó là em hãy chuẩn bị ra 3 món đồ đại diện cho 3 cái sở thích của Quỳnh mà nó sẽ dẫn dắt bạn ấy đến cái hành trình ngày hôm nay. Mà Jolie sẽ bật mí một chút, đấy là bạn ấy sẽ có 9 năm lông bông đến tận bây giờ mà không biết sau này kéo dài có đến 90 năm không. Nhưng mà đấy là 9 năm mà bạn ấy đã thực sự là đi theo những cái sở thích của bạn ấy gắn liền với từng đồ vật đó. Thì bây giờ em đã sẵn sàng chia sẻ với các bạn thính giả xem là đấy là những đồ vật nào chưa? Đã, em sẵn sàng rồi. Đầu tiên em muốn chia sẻ với các bạn ấy là một đôi giày bằng sứ. Em được tặng đôi giày này từ một bạn tình nguyện viên người Hà Lan. Tại vì nó là một cái chương trình về tình nguyện toàn cầu ấy, thì sẽ có tình nguyện viên từ các nước, các bạn ấy sẽ có những cái gian hàng. Tại gian hàng đấy sẽ trưng bày những cái điểm đặc trưng của mỗi cái quốc gia đó. Thì đợt đấy bạn ấy có nói với em là đại sứ quán Hà Lan thời điểm đấy chỉ còn 6 đôi thôi, giống như cửa hàng limited đấy. Nhưng mà vì tao rất là quý mày nên là tao sẽ tặng cho mày. Thì cái điều đấy, một là cái hình dáng đôi giày ấy, nó khiến cho em cứ hình dung về những cái đôi giày vải ấy,
những cái chuyển động, những cái bước đi ấy. Thì mỗi lần em nhìn thấy cái đôi giày này em cảm thấy rất là muốn dịch chuyển luôn ấy. Thì chính từ cái đôi giày này, chính cái thời điểm đấy là bắt đầu cho cái đoạn mà em bắt đầu di chuyển nhiều hơn. Và cũng từ cái món quà của người bạn Hà Lan dành tặng cho em ấy, thì em mới bắt đầu nghĩ về những cái sự trao tặng, những cái món quà mà mình được nhận từ những cái người bạn rất là tình cờ, từ những cái người lạ trên đường ấy. Thì đấy là một cái sự khởi đầu cho những cái món quà mà em nhận ở cả những cái chuyến đi dài hơi sau này. Thì nó đại diện cho một cái sự trao tặng ấy, và khiến cho em nghĩ là nó giống như một cái sợi chỉ đỏ để đi theo mình xuyên suốt, cùng mình đi tới những cái năm tháng tiếp theo. Đặc biệt là em có một cái chuyến em đi Thái Lan, em muốn kể thêm về cái chuyến này nhá. Thì cái chuyến đi Thái Lan đấy, em bắt đầu giấy tờ các thứ, tiền nong các thứ là trước hai ngày trong một chuyến 14 ngày. Thì từ thủ tục các thứ là em chỉ chuẩn bị trong đúng 2 ngày ấy thôi, tại vì đấy là một cái chuyến kiểu nằm ngoài cái lịch trình của mình ấy, tức là mình đã đặt vé xong hết rồi nhưng mà kiểu bên thứ hai người ta không đi cùng ấy, thì em phải dừng lại cái việc hợp tác với người ta và mình sẽ tự đi một mình, bởi đặt vé rồi mà. Thì lúc ấy mình cứ đâm lao rồi theo lao thôi. Đấy, thế là lúc ấy thì tiền em không có nhiều, thời điểm đấy không còn nhiều tiền đâu. Đợt đấy em nhớ là em mang sang Thái là 2.000 bạt, rơi vào tầm hơn 1 triệu. Trước khi đi thì em bắt đầu lên Couchsurfing, là một cái cộng đồng cho ở nhờ nhà ấy. Thì bạn em có nói với em là không được đâu, gửi sát ngày như thế thì làm sao mà người ta nhận cho mình ấy. Tại vì thường là người ta sẽ hiểu được cái lịch trình của mình rồi người ta mới dám cho mình ở nhờ ấy. Thì nguyên 14 ngày đấy em chỉ ở hostel một đêm duy nhất. Còn lại là em được các bạn ở bên Thái Lan giúp đỡ. Và với 1 triệu đấy đúng không? Vâng, mà thậm chí là em có bị mất 500 bạt trong một cái chuyến kiểu ngủ lại trên xe ô tô của một bạn chủ nhà ấy. Tại vì đêm đấy hôm đấy là bạn ý đi bar, bạn ý đi quẩy ấy. Kiểu bạn ý rất là muốn em đi cùng các bạn ý. Nhưng mà vì hôm đấy em đi bộ 10 cây, em đã quá mệt rồi, em không có đủ sức để đi quẩy với các bạn ý nữa. Thế là em quyết định là ngủ lại trên xe ô tô. Em ngủ đến 1 giờ sáng, thế xong rồi bắt đầu lúc mà tỉnh dậy thì kiểu không biết mình đã để rơi 500 bạt đấy ở đâu. Thế là mình đã cầm sẵn tiền để giả sử mà có phải đi thật thì thôi cầm luôn cái 500 bạt đấy để vào ba ấy. Thế mà xong rồi chả hiểu sao 500 bạt đấy rơi. Thế xong đấy, thế em cũng khá là lo lắng nhá. Bởi vì từ đấy là lúc em mới chỉ ngày thứ 2 trong cái chuyến hành trình đấy thôi. Tức là em còn 12 ngày nữa để đi chơi ở Thái, cũng là cũng tầm còn hơn 1 triệu đấy. Thì đấy, 1 triệu trong 1 triệu. Sau này khi mà về lại Việt Nam em còn 300 bạt. Vẫn còn 300 bạt. Lúc mà về Việt Nam em hết sạch tiền mặt đấy. Thế là lúc mà em về Việt Nam là em ở Đà Nẵng. Thế là còn phải mang 300 bạt đấy ra một cái quầy đổi tiền ở chợ Cồn để đổi tiền ra tiền mặt để tiêu. Vì không còn tiền mặt luôn ấy. Thực ra sau này khi mà em nhìn lại mới thấy là ôi, sau này lúc nào mình cũng phải nhắc bản thân là trao tặng trong cái khả năng của mình thì mình sẵn sàng trao tặng như cái mình có thể. Bởi vì là mình đã nhận được rất nhiều đúng không? Đúng rồi. Thì đấy, những cái chuyến đi đấy nó như kiểu nó củng cố thêm cái niềm tin của em vào cuộc đời ấy. Thực ra trước khi đi cái chuyến đấy lại rất là nhiều người nói với em là không thể như thế được đâu ấy, không làm như thế được đâu này, xong rồi những cái chuyện đấy nó rất là khó xảy ra. Nhưng mà đấy, em vẫn rất là lì, vẫn đăng cái thông tin của mình, cái hành trình của mình lên trên trang của cộng đồng Couchsurfing ấy. Thì ngay ngày hôm sau nhá, khi mà em bước sang đến đất Thái rồi, là em nhận được liên tục những cái lời đề nghị giúp đỡ. Ở lúc mà em ở Krabi thì có một bạn đấy là chủ homestay, đấy cho em nuôi một phòng ở miễn phí để giúp đỡ mình cho chỗ ở thôi. Đấy, xong rồi đồ ăn thì bạn cũng cho miễn phí nhá. Khi mà ở Việt Nam ấy, mẹ em luôn dạy là kiểu không được làm phiền người khác ấy. Thì bản thân mình cũng có một cái sự hơi băn khoăn, hơi áy náy. Thế là sau đấy em mới bảo bạn ý là tao có khả năng là chụp ảnh. Đấy, thì mày có cần cái việc chụp ảnh đấy của tao ấy thì mày cứ nói với tao, lúc nào tao cũng sẽ do không cái việc đấy cho cái mong muốn của mày. Thì bạn ý là hướng dẫn viên. Thế là có một hôm bạn ý tao cần chụp ảnh thì mày đi chụp ảnh cho tao nhé. Đấy, thế là mình lại được đi chơi ké luôn. Sau rồi lúc em sang Phuket, lúc ấy chuẩn bị về ấy, em đi mua vòng để tặng mọi người. Thì cái cô bán vòng ở chợ đêm đấy, cô ấy em đã mua được tầm 3-4 cái rồi nhá, cô cho em thêm 2 cái nữa. Một cái đeo tay, một cái đeo cổ, một cái đeo cổ có hình con voi kiểu đặc trưng ấy. Thế là xong rồi em bảo cô ấy là thôi cô để mà bán đi chứ cho nhiều thế lấy đâu ra lãi nữa.
kiểu chẳng còn là bán ấy. Thế là cô ấy bảo em một câu là cái tao cần bây giờ ấy là hạnh phúc. Còn tiền thì mai, hôm nay không kiếm thì mai kiếm cũng được ấy. Đêm hôm đấy là em ngủ lại tại sân bay Phuket. Thì trên đường em đi ra sân bay nhá. Xong rồi có một đôi vợ chồng thì thấy em không biết đường. Mà lúc em đang cần ra sân bay, thế là bảo lên xe, còn thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm. Zimba, hai vợ chồng thêm em nữa, chỉ để đưa em ra sân bay thôi, mà người ta còn không biết mình ấy. Thậm chí là vẫn còn những cái câu chuyện bên rìa, kiểu đèo em ra ga Chiang Mai này, hay là em gặp những cái người sư thầy ở trên tàu ấy. Thì em gặp được rất là nhiều những cái sự giúp đỡ ở trên tàu, thậm chí là cả cho ăn nữa, khiến cho em cảm thấy là tất cả mọi cái nhu cầu đều có thể giải quyết được. Nếu mà mình cứ tin vào một cái điều là lòng tốt nó luôn nảy nở khắp mọi nơi. Chị có rất là hiểu những cái điều này, bởi vì thực ra chúng ta cũng không khác nhau nhiều lắm. Điều khác duy nhất là chị không đi nhiều như em. Nhưng mà những cái trải nghiệm ví dụ như là tự một mình đến một thành phố nào đấy này, hay là đi sang nước ngoài nhận được rất nhiều cái sự giúp đỡ thì chị cũng trải qua rồi. Ví dụ như là cái đợt mấy năm trước có một lần đi sang Myanmar, thì cái quãng thời gian ở đấy 3 tháng à, hình như chị chỉ tiêu hết có mười mấy triệu thôi. Mà cũng được đi chơi nha. Đi chơi rồi cũng đi ăn rồi cũng tiêu pha các thứ, chứ không phải là kiểu sống kham khổ xong rồi ở đầu bờ sáu bụi đâu, không hề. Tôi toàn được sống ở những nơi nó rất là thoải mái đối với mình ấy. Bởi vì là mình được nương nhờ rất là nhiều bởi lòng tốt của mọi người trên cái hành trình đấy mình đang đi. Và thực sự là với cá nhân chị thì những cái chuyến đi đấy cho mình rất nhiều bài học. Mình được mở mang cái góc nhìn về cái thế giới của mình, mình biết là ở thế giới này nó cũng có rít có rát. Tất nhiên nó cũng có những cái phần tối, cũng có những cái hiểm họa, nhưng mà nó cũng có những người tốt, những người đã che chở cho mình những món quà. Ví dụ như là em thì em đã nhận về rất nhiều món quà đúng không? Thế chị có thể nhìn thấy được là chính nhờ những cái việc em nhận được rất nhiều cái sự trợ giúp của mọi người, cảm nhận được cái tình cảm của vũ trụ dành cho mình đúng không? Nên đã khiến em càng muốn đi nhiều hơn đúng không? Dạ vâng. Em lúc đi xong rồi em cứ lúc nào em cũng chỉ nghĩ là ôi thế thì làm thế nào để mình tiếp tục trao đi. Mình nhận được nhiều quá rồi. Thì cái khởi đầu cho cái việc mình ý thức được cái việc mình phải trao đi đấy, thì em vẫn nhớ là trước khi em rời khỏi Krabi, thế là em để lại hết tất cả những cái liên quan đến những kiểu thông tin, hành lý, những cái mà em nghĩ là những cái bạn backpacker tiếp theo, những cái bạn dân du lịch bụi tiếp theo mà đến cái nhà đấy, mà để có thể sử dụng cái mà em đã từng có khi mà đến Thái Lan. Thế nhưng mà chị thắc mắc một cái là tại sao em thích đi và em muốn được chia sẻ những cái điều em muốn như thế, nhưng mà em lại quyết định bỏ học cái ngành hướng dẫn du lịch của em? Đấy là một cái quyết định thật sự rất là khó trong với em trong cái thời điểm đấy. Thực sự sau này khi mà em nhìn lại thì em cũng có một cái sự hơi tiếc trong cái việc là quyết định để dừng lại. Còn cái khiến cho em đưa ra cái quyết định đấy vì là em cứ đứng giữa những cái sự tranh đấu ấy, cái mình học với cái thực tế. Ví dụ như nhà của người Chăm chẳng hạn, em đã từng rất là yêu văn hóa người Chăm. Thì nhà của người Chăm đây trong sách người ta sẽ miêu tả như thế này này, nhưng mà thực tế thì nhà của người Chăm hiện tại nó có còn được như thế không? Thì đấy là lý do mà em chọn đi cái chuyến năm 2017, một chuyến về những cái nơi mà có người Chăm sống. Em cũng không đi được quá nhiều về những cái nơi lưu giữ được hết cái văn hóa của họ. Tuy nhiên thì lúc ấy em cũng đã có một vài những cái câu trả lời cho cái câu hỏi của em cái thời điểm đấy. Thế là xong rồi em bắt đầu tự vấn nhiều. Xong rồi đến đoạn sau thì cũng không có tiền để học nữa. Do đi quá nhiều. Đúng rồi, các bạn thấy không? Đi quá nhiều đấy. Thì em mới thấy là em sẽ học thông qua cái việc thực hành nhiều hơn là học thông qua về mặt lý thuyết. Tức là cái thời đấy em cảm giác là em khá là nổi loạn, cũng khá là cố chấp cho cái việc là mình nên đi theo cái hướng nào ấy. Tức là thời điểm đấy em cảm thấy là em muốn trực tiếp đi để nhìn thấy cái thế giới đấy bằng mắt thật, chứ không phải là học ở trong sách vở. Bởi vì em cảm thấy cái sách vở đấy nó chưa chắc đã đúng, và nó sẽ không có giá trị nhiều đối với sự nghiệp của em trong tương lai. Nó không bằng cái việc em tự đi để tự trải nghiệm, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc ấy em cũng khao khát được cái việc là nhìn tận mắt, sờ tận tay. Đấy, lúc này cũng mong muốn là cái việc mà kiểm chứng cái mình được học. Thì sẽ rất là khó để mà có cái sự so sánh cái nào đúng, cái nào sai. Tuy nhiên thì là bắt đầu em mới nhận ra là bản thân mình hợp với cái cách làm như thế, cái cách học như thế hơn. Thế là em bắt đầu
thôi em không học nữa. Đấy, cũng mong muốn gửi lời xin lỗi tới các thầy cô giáo ở trong khoa ấy. Tại vì cũng đi cùng nhau một thời gian dài. Nhưng mà sau đấy em bảo là em cũng hơi hối hận đúng không? Dạ vâng, đặc biệt là dự mấy ngày hôm trước em ngồi em làm CV cho Destination Wedding Planner ấy. Thì có một cái phần học vấn. Đấy, cái phần em tiếc thôi. Chính là cái phần học vấn. Khi mà em bỏ ngang ấy thì em sẽ không thể có một cái gọi là cái bằng. Cái kiểu danh chính ngôn thuận là mình đã từng tốt nghiệp cái khoa đấy ở trường đấy. Thì nó cũng hơi bất lợi một xíu. Nhưng mà em tin là em sẽ có thể lật ngược ván cờ bằng cách thực chiến. Em mong là như thế. Thế là chúng ta vừa đi xong cái câu chuyện về cái hành trình mà em bắt đầu với việc đi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái đồ vật thứ hai đi. Em sẽ chọn đồ vật nào để chia sẻ với chị bây giờ? Em chọn một chiếc lá. Đây, một chiếc lá được bóc trong một cái ly. Thì cái chiếc lá này là em nhặt. Em cũng không nhớ em nhặt được ở đâu nữa. Bởi vì trên cái đường em đi, cứ chỗ nào có cỏ cây hoa lá là em sẽ nhặt. Cũng như cái cỏ cây hoa lá mà nó rơi dưới đất ấy. Bởi vì ngày xưa ấy, không biết là chị có như thế không, nhưng mà em thì cứ mỗi lần mà em đi là các bạn hay nhắn kiểu đi đâu nhớ mang quà về nhé. Đấy thì em cũng không biết được là sẽ phải mua quà gì. Em vẫn nhớ là cái năm mà sau khi em đi Ninh Thuận xong, thì đợt đấy em lạc ở trong rừng ấy. Em nhặt rất là nhiều những cái lá. Bởi vì em đi nhặt lá em mới bị lạc trong rừng. Em nhặt những cái lá màu đỏ, xong rồi em tặng cho các bạn. Thì cứ gặp ai mà em thấy quý em tặng thôi. Xong rồi nhặt những cái vỏ sò, vỏ ốc ấy. Hay những cái cành cây, những cái đồ khô, những cái tức là những cái gì mà trên đường mà em thấy nó đẹp mà nó rơi dưới đất không ai lấy thì em sẽ lấy. Em rơi chiếc lá này vừa là nó có liên quan đến những cái chuyến đi của em, cũng vừa là nó đánh dấu cho cái việc là đây, mọi người có thể thấy không, cái tính ứng dụng của cái lá. Nó sẽ là một cái món đồ trang trí cùng với cái cốc, cái chén này. Để em bắt đầu làm những cái món đồ thủ công từ những cái vật liệu sẵn có trong tự nhiên. Để chị miêu tả lại món đồ này nha. Bạn ý đã xỏ một chiếc lá và trong một sợi dây trên đấy thì có một cái viên tròn nhỏ bằng gốm và sâu vào một cái ly nữa. Nên là khi mà bạn ý treo cái món đồ này lên ý, thì nó sẽ giống như một cái chiếc chuông gió nho nhỏ lắc lư lắc lư lắc lư và phát ra âm thanh leng keng. Thì chúng ta sẽ đi đến cái sở thích thứ hai này, đó là làm đồ handmade đi. Vâng. Cái câu chuyện về đồ handmade hình như nó còn lâu hơn cả câu chuyện đi du lịch thì phải. Vâng, trước khi em đi là khoảng 3 năm, là năm 2013, thì bây giờ là 9 năm rồi. Nhưng mà có một khoảng thời gian em ngắt quãng, em không làm nhiều, tại vì em mãi đi, với cả mãi tìm những cái lựa chọn cho cái nhu cầu ổn định ý. Em nghĩ là ai rồi cũng sẽ phải trông tranh giữa những cái mong muốn ổn định thôi. Đấy, thì 2013 là em bắt đầu tham gia một dự án về đồ tái chế. Đấy là cái dự án đầu tiên, lúc em học lớp 11. Kiểu đang chán đời quá. Chị biết chán vì sao không? Bởi vì đợt em học Ban A. Học Ban A học toán lý hóa mà học không vào ấy. Cái cảm giác đi học mà học không hiểu gì cả ấy. Xong rồi em bắt đầu đạp xe đi quanh quanh Hà Nội. Tự nhiên muốn là đi tìm cái con đường cho mình. Thế em thấy là ở trường Bưởi có một cái hội chợ về đồ thủ công. Thế là em vào em xem. Thì lại thấy các bạn trẻ hồi đấy là đang có những cái hoạt động rất là hay về tái chế lịch. Đấy, có một cái dự án là tái chế lịch này. Một dự án này thì là tái chế nhựa. Thế là em đăng ký tham gia. Xong lại may mắn là được nhận. Xong chính cái dự án đấy nó là cái khởi đầu tiên cho những cái dự án về đồ tái chế sau này. Em nghĩ là nó là một cái duyên với cái đồ tái chế. Bởi vì sau này khi mà em làm những cái món quà cho đám cưới chẳng hạn ấy, thì em vẫn sử dụng chính những cái đồ từ tự nhiên. Từ những cái mà em đã tích lũy cái kỹ năng từ những cái năm trước đấy. Cái lần đầu tiên mà em kiếm được tiền từ việc làm đồ handmade, đồ tái chế như thế là khi nào, em còn nhớ được nó không? Cái đồng tiền đầu tiên em kiếm được là năm em học lớp 11. À, thứ nhất lớp 10 đi. Lúc đấy thì em lại chưa làm đồ tái chế. Và em chỉ nhen nhóm biết được là mình có khả năng làm thôi. Hồi đấy là sinh nhật một đứa bạn. Tính của em thì lại khá là sợ những cái kiểu món quà mà nó công nghiệp ấy. Bởi vì tự thân mình thấy là những cái món quà công nghiệp mà mình được tặng, những cái món quà kiểu nó nhiều nhựa, những cái mà
cái tính ứng dụng của nó không cao ấy. Ừ. Thì bản thân mình trước đấy mình cũng đã được nhận rồi trong những cái dịp sinh nhật, thì em tự đặt ra những cái câu hỏi, thế thì bây giờ tặng quà như thế nào để nó có giá trị sử dụng lâu dài, ừ, mà nó vẫn đáp ứng được cái mặt thẩm mỹ và thể được cái tình cảm của bản thân mình. Ừ. Thế là lúc đó em mới chọn là làm hoa. Ừ. Thì hồi đấy em mới nghĩ là em sẽ làm hoa, sau em bảo với mẹ là con muốn làm thợ thủ công. Ừ. Hồi đấy rất mạnh dạn nói thế. Mẹ em phản ứng thế nào? Xong rồi mẹ em bảo đây là không làm được đâu. Hồi đấy cũng có cả hàng xóm, các bác hàng xóm ở đấy nữa, thế xong cả mọi người cũng nghĩ là không làm được đâu ấy. Tại vì làm hoa nó phải cần một cái kỹ năng rất là điêu luyện, rất là lành nghề thì mới có thể làm được những cái bông hoa đẹp ấy. Thì đúng là cái bông hoa đầu tiên em làm, sau này em nhìn lại em cũng thấy là nó non nớt thật. Nhưng mà em mới nghĩ là không có cái khởi đầu thì làm sao có những cái đoạn sau này ấy. Bởi vì ai cũng sẽ từng làm một cái tầm trường mới. Ừ. Phải là tầm trường mới thì mới có cái đoạn chín chắn sau này chứ. Và rất là may mắn là cái người bạn của mình lại động viên, cũng lại kiểu cảm ơn vì bông hoa đấy. Sau rồi em cảm nhận được cái tình cảm của người ta khi mà nhận được bông hoa, mặc dù nó không được đẹp như cái bông hoa ở ngoài hàng ấy. Nhưng mà vì nó được làm bằng tay, nó có một cái sự tỉ mẩn ấy. Có cả tình cảm của mình trong đấy nữa, thì em cảm nhận được cái sự trân trọng của người bạn của mình trong đấy. Vì cái khởi đầu đấy, thế là em bắt đầu tiếp tục làm ra để cho nó đẹp thì mình mới thôi. Bản thân mình cũng là một cái người rất là duy mỹ. Lúc nào cũng mong muốn có một cái sự đẹp đẽ, mong muốn có một cái sự tự nhiên. Ok, là bông hoa rồi thì nó phải đẹp, nó phải tự nhiên. Nó phải trông nó toát lên cái tính cách cá nhân. Và thậm chí là sau này em còn mong muốn có thể mang được cái cá nhân hóa. Cái bản sắc riêng của cái người mà được tặng ấy. Sau cái bông hoa đấy em bắt đầu làm nhiều lên. Lúc nào mà em cũng gặp anh trong trạng thái là đang làm hoa. Đỉnh điểm của đời đấy là mẹ em dọa em là làm nhiều quá là vứt hết cái giấy để làm đi đấy. Tại vì làm suốt ngày thôi. Nhưng mà sau khi mà bắt đầu có những cái tín hiệu tích cực từ những người bạn trong khối. Hồi đấy khách hàng của em ấy là toàn các bạn xung quanh lớp. Hồi đấy mình cảm thấy thực sự rất là cảm ơn các bạn. Hồi học cấp 3, vì đã trở thành khách hàng của mình. Đến thời điểm nào để em ngưng không làm đồ handmade nữa? Đến khoảng năm 2016 ạ. Sau đấy em lại cũng có những cái lựa chọn về mặt công việc ấy. Và đến một khoảng là đầu 2017 thì em bắt đầu chững lại để muốn đi nhiều hơn đấy. Em nhận ra là trong suốt từ năm 2013 cho đến giờ ấy, nhanh nhóm trong những cái năm đấy thì em vẫn có những cái hoạt động xoay quanh cái việc là làm đồ thủ công. Chỉ là nó không nhiều như cái năm đầu tiên. Là có một đợt thì em làm tình nguyện viên hướng dẫn nạn tò he. Nó là những cái hoạt động nhỏ như thế thôi. Tuy nhiên thì nó khiến cho mình cảm thấy nhớ nghề ấy. Cũng không phải là nghề đâu, nhưng mà kiểu cái lúc mà mình làm như thế thì mình được là chính mình ấy. Và đến năm nay thì đầu năm nay có một cái món quà em làm cho một đám cưới. Thì nó là một cái album ảnh. Cái album đấy toàn bộ là những cái nguyên liệu từ những cái đồ mà mọi người không còn dùng đến nữa. Xong rồi có cả lá cây, những cái đồ từ tự nhiên này. Em sử dụng những cái kỹ năng nó rất là thô sơ như là sấy rán. Để em làm nên cái album ảnh đấy. Thì sau đấy thì em bắt đầu làm lại hoa. Em bắt đầu cảm thấy là đây mới là cái con người mà ngay từ đầu mình đã kiên trì về nó. Nhưng mà mình đã bỏ bẵng đi mấy năm để dễ sang những cái hướng khác. Và sau này khi mà mình quay lại thì mình cảm thấy cái cảm giác nó vẫn còn nguyên. Và cái tính mưu cầu cái đẹp của mình nó vẫn còn đấy. Em thấy cái công việc này nó rất là hay, bởi vì là nó tích hợp được nhiều những cái liên quan đến những cái trải nghiệm trước đấy của em nhé. Thậm chí là nó có thể kết hợp luôn cả cái phần là trao tặng. Gần đây em có một cái trải nghiệm là có một người bạn bí mật đặt em làm 18 bông hoa để mang tới một nhà hàng. Hôm đấy nhà hàng vừa mở cửa ngày đầu tiên. Thì em sẽ làm 18 bông hoa đấy để dành tặng cho 18 bạn tình nguyện viên. Đấy là một món quà bất ngờ mà mọi người thực sự rất là xúc động khi mà được nhận bông hoa đấy. Lúc mà em làm những cái điều đấy thì em cảm giác như là cái sự trao tặng nó vẫn còn nguyên. Nó vẫn cứ nhen nhóm lên nhóm. Bằng cách này hay cách khác thì lúc nào nó cũng vẫn sống. Chỉ là cái cách thức nó có thể nó thay đổi thôi. Là nãy giờ chúng ta đã đi một vòng
Nhưng mà chị nghĩ là các bạn cũng đoán luôn được là đến cái đồ vật thứ ba nói về cái gì rồi. Tại vì cái câu chuyện này nó nhắc đi nhắc lại về cái việc là cô ấy đã đi để co đám cưới như thế này, rồi cô ấy đã đi trang trí đám cưới thế kia, thì chắc chắn là cái đồ vật thứ ba phải là chuyện cưới, chẳng thể nào khác được. Đúng không? Ôi, chính xác luôn ạ. Đồ vật thứ ba của em là một bạn chuồn chuồn. Ừ, chữ ký xuất hiện trên những bức ảnh cưới của em đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc mà em còn làm nhân viên trang trí đám cưới ở nhà hàng ấy, thì em rất là thích cái khoảnh khắc mà bố dắt tay con gái vào trai cho chú rể. Em thực sự rất là ấn tượng cái khoảnh khắc đấy, bởi vì nó rất là xúc động với em. Thậm chí là có những cái hôm mà em hết ca làm rồi cũng vẫn phải cố nán lại để xem mọi người làm lễ. Xong rồi có những cái đoạn đám cưới ở ngoài trời, thì đợt đấy em mua được máy ảnh ấy, nên là em bắt đầu cầm máy ảnh đi để chụp ảnh cưới. Có những cái khoảnh khắc của cô dâu chú rể trên sân khấu nó thực sự nó chạm đến cái tiếng nói bên trong của em, là uầy, nó rất là xúc động, rất là chân tình, bởi vì là tình yêu mà. Tình yêu thì lúc nào nó cũng rất là đẹp, có khi không cần phải nói quá nhiều đâu, mà chỉ cần cảm nhận thôi thì mình cũng có thể hiểu được cái cảm xúc của người kia. Em rất là thích đám cưới ở cái chỗ đấy, rất là thích những cái khoảnh khắc, rất là thích những cái tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau trong cái ngày cưới. Có đám cưới nào mà em ấn tượng mãi không? Nhớ mãi về cái đám cưới đấy? Em thấy là hầu hết các đám cưới đều cho em một cái cảm nhận rất là chung, mà nó neo em lại với cái công việc này, là cứ mỗi lần mà em đang tổ chức xong cái đám cưới, mặc dù em chỉ là hỗ trợ, có thể là em hỗ trợ cô dâu, hoặc là em trang trí phòng cưới, hoa cưới, hay là em chụp ảnh bất cứ ở vị trí nào ấy, thì gia đình của nhà cô dâu hoặc là gia đình nhà chú rể sau đấy cũng coi em như một đứa con, một đứa cháu trong nhà ấy. Thậm chí là sau những cái đám cưới nhá, em vẫn được mọi người mời sang ăn cơm. Xong rồi có hoa quả thì đây Quỳnh xách về đi. Có những đám cưới mà mình chụp miễn phí, đấy là cái đám cưới gần đây thôi, và nhà cô dâu ở ngoại thành. Sau khi mà cô dâu về nhà chồng xong thì cô dâu lại quay ngược về nhà mẹ đẻ. Ở đấy được phép như thế thì bạn ý mới kiểu xả vai luôn, bỏ cởi bỏ quần áo cô dâu nhá, xong rồi mặc quần áo bình thường, trèo lên cây bưởi, hái cho em mấy quả bưởi, hái cho em một ít xả, hái cho em một ít lá lốt, xương sông, cho em mang về làm quà. Thì cái sự trao tặng hồi đầu em có nói tới giờ ấy, trong đám cưới thì có thể nó không được chi trả bằng tiền, nhưng mà nó vẫn được gửi lại mình bằng một cách nào đấy, bằng hiện vật như thế, bằng tình cảm từ những người thân, từ cô dâu chú rể dành cho mình ấy. Thì đấy là cái điều mà em rất là quý ở đám cưới. Những đám cưới mà em từng tham gia tổ chức thì quy mô của nó lớn hay nhỏ? Thông thường cái quy mô đám cưới mà em tổ chức hoặc là em tham gia hỗ trợ trong cái khâu tổ chức ấy, thì nó sẽ dao động vào khoảng 30 đến 70 người. Như cái đám cưới thân mật. Và có một cái đám cưới em rất là ấn tượng là đám ở Hội An. Đám cưới của cô dâu chú rể hồi đấy nó rất là nổi, bởi vì là đám cưới chay, kiểu nổi lệnh phần trên các báo, bởi vì là đám cưới chay, xong rồi chỉ có quy mô rất là nhỏ, cô dâu chú rể không nhận tiền mừng. Nhưng mà đổi lại thì mọi người đến với nhau rất là thân tình, có thể nói chuyện với nhau, kết nối với nhau. Hôm đấy là cái ngày Hội An xả lũ ấy. Xong rồi mọi người ở trong không khí rất là ấm cúng, thực sự rất ấm cúng. Đến đoạn cuối của cái buổi đấy là cô dâu chú rể ngồi cảm ơn từng người đã đến. Bởi vì em chụp cái đám cưới đấy và em thấy được những cái giọt nước mắt, hay là hoặc là có những cái người ta rơm rớm nước mắt ấy. Em mới thấy là em thực sự rất là thích những cái đám cưới quy mô nhỏ như thế, vừa là một cái sự vừa sức với mình, mà mình cũng cảm thấy là mình không bị trôi quá trong một cái buổi như thế. Trong cái buổi như thế thì mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau, đấy là cái rất là quan trọng với em, bởi vì mình là người tham gia thì mình không muốn bị lạc lõng mà, đúng không? Em vẫn nhớ là mặc dù cô dâu chú rể là không nhận tiền mặt ấy, nhưng mà vẫn nhận được những cái món quà lại bằng tay, rất là ý nghĩa, rất là dễ thương đấy. Xong rồi cái tình cảm nó thể hiện rất là tự nhiên. Xong rồi có một cái tính xấu, cứ mỗi lần mà em tham gia làm một cái đám cưới là em lúc nào em cũng muốn là phải làm cho cô dâu khóc bằng được. Em làm thế nào? Thường thì em hay tìm những cái sâu thẳm bên trong. Trước đấy mình có thể thấy là cô dâu đã rất là vui, nhưng mà đằng sau cái niềm vui đấy thì vẫn có những cái mà mình có thể chạm vào để cho cô dâu bật khóc ra được. Ví dụ? Ví dụ như là một đám cưới gần nhất
Hôm đấy cô giáo rất là vui, cảm thấy rất là thoải mái, không có căng thẳng gì, bởi vì mọi thứ là được gia đình hỗ trợ và mình chỉ cần mặc váy cưới lên và cưới. Lúc mà em chụp là em bắt đầu có cảm giác là chị này kiểu giữ cảm xúc rất là tốt, giữ cho mình cái trạng thái cân bằng rất là tốt. Đấy là có một cái khoảng thời gian trống, mọi người chờ giờ đẹp để rời khỏi nhà gái. Thế là lúc em đã một giây phân vân vì là có nên tặng quà luôn hay không. Bởi vì đang thời gian trống ấy, nhà gái thì cũng rộng nữa. Thế là sau em quyết định là thôi không tặng luôn. Cái món quà trước đấy là em đã chuẩn bị cho cô dâu. Em đặc biệt chuẩn bị cho cô dâu bởi vì cái ngày cưới của cô dâu là sát với cả ngày sinh nhật. Coi như là một cái sự kết hợp của đám cưới với sinh nhật luôn. Thì lúc đấy là em có kết nối với cả những cái người bạn thân nhất, những cái người bạn đã gắn bó với cô dâu trong những một khoảng thời gian mà cô dâu đi làm tình nguyện. Em chọn những cái người bạn đấy bởi vì là trên cái hành trình tuổi trẻ của mình ấy, sẽ rất là quý nếu có những cái người bạn đi cùng. Nên là em đã chọn những cái người bạn đấy để viết những cái lá thư. Xong rồi em sẽ lại làm một cái album cho cái ngày cưới. Đấy, thì món quà đấy em để dành sang tới nhà chú rể. Và sau đấy em có chia sẻ với cả phía nhà trai, phía các cụ ấy, là mấy ngày hôm trước thì thấy chú rể cũng khá là lạc lõng trong dàn bạn của cô dâu. Thế thì cái món quà này mong muốn là có thể chia sẻ cùng với cả chú rể, để chú rể có thể biết được là cô dâu đã có những cái người bạn này trong cái quãng đường lớn lên, trong cái quãng đường đi làm tình nguyện. Em giống như là một đại diện cho 500 anh em để giới thiệu những cái người bạn từ xa đấy. Vì là các bạn không thể có mặt tham dự được, nên là em sẽ thay mặt cho các bạn ý giới thiệu với là chú rể rằng là cô dâu đã có những cái người bạn như này đấy, mọi người đã có tình cảm với cô dâu như thế này đấy. Thì biết đâu đấy sau này bọn em có dịp gặp nhau, những cái người bạn kia có dịp gặp chú rể, thì mọi người cũng sẽ hiểu được là cái người này mình đã có một cách liên lạc với nhau thông qua những cái lá thư mà mình đã từng được đọc trước đấy rồi. Và những cái người bạn đấy thì cũng có một cái cách là các bạn ý được xem ảnh chú rể. Thì cũng biết là chị mình đã lấy người như thế này này. Thì đấy cũng là một cái mà em muốn dành tới cô dâu. Thực sự rất là bất ngờ vì khi mà nhận được món quà xong cô dâu bật khóc. Đoạn đấy em hồi hộp lắm, vì trước đấy cô dâu đã rất là vui mà, rất là cân bằng. Đấy, nhưng mà nó cũng là một cái động lực để cho em lúc nào cũng phải nghĩ thêm các cái ý tưởng. Cái giọt nước mắt ấy, nó thực sự rất là đáng quý trong những cái tình huống như thế. Với em thì em cảm nhận giác như là khi mình đã khóc ra được ấy, thì giống như là mình phá bỏ cái vỏ bọc bên ngoài của mình ấy, và mình sẽ đối diện với nhau bằng một cái con người chân thật nhất, thành thật nhất và chân thành nhất. Thì đấy là cái điều mà em rất là hay làm để cho mọi người khóc. Sau tất cả, sau 9 năm như thế, vừa đi du lịch này, vừa decor chụp ảnh cưới này, rồi cũng làm đồ handmade, em đã tìm được cái gì đó gọi là điểm giao giữa những cái công việc này chưa? Cảm thấy rất là khó chị ạ. Bởi vì chị biết mà, khi mình ở giữa một ngã ba đường thì mình sẽ phải cân nhắc giữa những lựa chọn, làm thế nào để mình có thể đi tiếp, thậm chí là làm thế nào để mình có thể đi tiếp một cách kiểu không sứt đầu mẻ chán ấy. Thì mấy hôm nay em cũng đã chọn được cái công việc mình muốn làm rồi. Em muốn làm Destination Wedding Planner ấy, là người tổ chức đám cưới kết hợp với du lịch. Thì rất là may là vài ngày trước có một cái khóa học về Destination Wedding từ một chị gọi là cây đa cây đề trong giới Wedding Planner tổ chức. Thì cái thời điểm đấy, bởi vì rõ ràng là ở nhà ấy, mà khi mà công việc chưa ổn định thì cái mức thu nhập nó cũng không được đều. Thế là lúc ấy thu nhập của em cũng chưa có nhiều, mà cái khóa học đấy thì cũng cần phải chi trả phí. Em sợ là mình sẽ không có cơ hội. Em mới làm một cái cách mà giống như của các bạn hay xin học bổng ấy. Là em viết một cái lá thư để bày tỏ cái mong muốn được đi học của mình, gửi tới chị ý. Thế là rất là may được nhận. Thế là em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì khi mà mình ở yên một chỗ thì mình cứ nghĩ là cái sự trao tặng nó không được diễn ra đều và thường xuyên như cái lúc mà mình đi như trước nữa. Tuy nhiên thì em nghĩ là chỉ cần mình có lòng
và mình có cái thiện chí muốn theo đuổi một cái gì đấy thì cái cơ hội đấy nó sẽ đến với mình. Sau khi mà em học xong á, em vẫn còn những cái cân nhắc để em sắp xếp cái cuộc sống của mình ấy. Tại vì bình thường nếu em không ở Hà Nội em sẽ ở Đà Nẵng. Và cái việc mà em rời khỏi một nơi mình quen sống với chuyển sang một cái mảnh đất mới thì nó cũng cần có những cái sự sắp xếp để mình cũng cảm thấy vững tâm hơn. Đó thì nhưng mà em vẫn tin, em vẫn mong muốn mình có thể trở thành một destination wedding planner. Destination wedding planner tức là một người tổ chức đám cưới kết hợp với cả du lịch. Thì em nghĩ nó sẽ là một cái điểm giao cho những cái mà em đã làm được làm trước đây. Có thể thời gian đầu em cũng đang là một tầm chiều với thôi nhưng mà em nghĩ là nó sẽ là một cái sự kết hợp mà mình có thể nương tựa vào đấy. Về cái hướng đi này thì em đã nắm sơ sơ được là em sẽ cần phải chuẩn bị những gì để theo đuổi nó chưa? Đấy là một cái câu hỏi rất là khó luôn. Em vẫn đang trong cái khoảng thời gian sắp xếp để có thể theo đuổi cái công việc đấy. Đó là lý do tại sao mà sau khi mà kết thúc khóa học ấy, em nhận được một cái mail cảm ơn từ chương trình và đồng thời cũng có cơ hội thực tập. Thì thay vì em gửi luôn ứng tuyển thực tập luôn ấy, thì em cũng có một khoảng thời gian đến bây giờ em mới đang chững lại. Mặc dù ngay từ đầu mình có một cái mong muốn nó rất là mạnh, nhưng mà sau khi được học xong thì mình cũng chững lại. Chững lại là vì muốn sắp xếp thời gian, sắp xếp công việc, sắp xếp bản thân, sắp xếp gia đình, tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nãy như em có chia sẻ với chị ý, là bắt đầu mình có cái mong muốn là có trách nhiệm hơn với gia đình này, bắt đầu để ý bản thân nhiều hơn, cũng phải nghĩ đến một cái khoản tiết kiệm kiểu như thế. Thì tất cả những cái điều đấy nó chi phối khiến cho em vẫn đang chưa làm gì cả. Em vẫn đang đứng yên để cho đến khi em thực sự sẵn sàng rồi em sẽ ứng tuyển về công việc về destination wedding planner. Em có sợ là mình sẽ, nếu như mình dừng lại quá lâu thì mình sẽ lỡ mất cái cơ hội đấy không? Em cũng đã từng nghĩ đến cái câu chuyện đấy. Thậm chí là em mấy hôm nay nhá, em còn thấy là một vài bên wedding planner cũng đã bắt đầu dục dịch cho destination wedding rồi. Tức là những cái đám cưới kết hợp với cả một cái điểm đến ấy, thì đã có những cái nơi bắt đầu triển khai nó rồi. Bởi vì rõ ràng là cái thời điểm này sẽ rất là khó để thực hiện được nhiều như ngày trước ấy. Thì thời điểm này là thời điểm ngây ngóng. Còn cái sợ hay không thì em nghĩ là em không sợ đâu. Lúc đầu thì cũng là có đấy, lúc là có bây giờ cơ hội nghề nghiệp thôi. Nhưng mà em tin một điều là khi mà học trò sẵn sàng ấy thì người thầy sẽ xuất hiện. Tâm thế của em là tâm thế của một người đi học thôi. Giống như ngày trước em vẫn phải gửi lời xin lỗi tới những người giáo viên đã từng dạy mình ở trường đại học. Còn bây giờ thì em xin được nương tựa một người thầy tiếp theo để có thể dẫn dắt mình đi trên cái hành trình sắp tới. Chị hy vọng là sau cái số này thì tự nhiên sẽ có một người thầy xuất hiện. Cái em cũng mong thế. Em có cảm thấy bây giờ em đã bớt mơ mộng hơn ngày xưa không? Đúng ạ. Đúng đấy. Em vẫn còn cái sự mơ mộng đấy. Tuy nhiên là đúng là như chị nói thì cái sự mơ mộng đấy nó đã giảm đi rồi. Ngày trước thì em giống như là em đi em cứ chỉ biết là em đi để thỏa mãn cái nhu cầu, cái mục đích của em thôi. Và em cũng không cần quan tâm tới những cái ý kiến bên ngoài. Thì lúc đấy em không có để tâm nhiều mà. Thành ra là lúc nào mình cũng nghĩ là cái cuộc sống nó màu hồng. Lúc nào mình cũng nghĩ là cái việc mà mình muốn, nếu mà mình đã muốn thì mình nhất định sẽ đạt được. Đấy, tuy nhiên thì đến bây giờ mình sẽ phải thực tế hơn này. Ngay như cái việc là, nhưng mà em vẫn hay dặn ấy, đấy, lúc nào phải có một cái khoản để chống lưng này. Hay là công việc ấy, nếu mà em có công việc thì em muốn là cái công việc đấy nó ở Đà Nẵng, để em an cư ở lại Đà Nẵng. Thì tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của bản thân. Thay vì là bây giờ mình muốn là mình sẽ phải làm luôn. Giống như hôm trước em nói với một người bạn là bây giờ mà mày thấy tao vào Đà Nẵng thì tức là tao có việc rồi. Em phải có một cái đoạn là cứ thấy bây giờ là mình lao đi luôn. Còn bản thân của mình bây giờ ấy sẽ chậm hơn. Nên em chọn cách là chậm hơn để đưa ra những cái quyết định nó đúng. Với cả nó đủ. Và
nó hợp với cả cái bản thân mình thời điểm hiện tại. Ừ. Dạo này em hay dùng từ vừa sức ấy. Ừ. Vừa cả đáp ứng cái khả năng chi trả này, cũng như là vừa để đảm bảo cái tình cảm về mặt gia đình. Em rất là sợ cái cảm giác này khi mà em phải trải qua những cái câu hỏi muôn thuở của các bà mẹ ấy. Ừ. Nên là em không thực tế em cũng phải thực tế. Ai rồi cũng phải thực tế hơn thôi. Với chị thì cũng thế thôi, bởi vì là mình cũng đi một cái giai đoạn mà mình thích cái gì thì mình làm cái đấy. Đùng một cái là có thể quyết định nghỉ việc, đi một nơi nào đấy, hoặc là làm một cái công việc gì đó để nuôi sống cho bản thân mình. Nhưng mà chỉ ở cái mức độ gọi là đủ sống thôi, chứ mình cũng không tính toán nhiều cho cái tương lai, tính toán nhiều đến cái việc là sau này nhỡ đâu ốm đau bệnh tật chẳng hạn, hay là gia đình cần một cái gì đấy, hay là mình có thể hỗ trợ gì được không. Một mặt thì vẫn có một cái niềm tin là mình cứ sống tuốt đi, trời xanh dạ an bài ấy. Nhưng mà trong độ khoảng độ một vài năm gần đây thì chị thấy chị cũng thực tế hơn nhiều, bởi vì chị bắt đầu có một cái kế hoạch tiết kiệm cho mình này, bắt đầu học cách quản lý chi tiêu, chia ra các quỹ ở trong cái khoản chi tiêu của mình, xem là cái quỹ này dùng cho việc gì, quỹ này dùng cho việc kia. Mình vẫn có quỹ để đi chơi nha, vẫn có quỹ để học tập, vẫn có quỹ để tận hưởng cuộc sống, nhưng mà có thêm những cái quỹ dùng để dự phòng cho tương lai nữa. Bắt đầu đi làm thêm các công việc gọi là vừa có thêm thu nhập cho mình, nhưng mà cũng là cái công việc mà mình thích. Chị nghĩ là đến một cái thời điểm thích hợp, khi mà mình sẵn sàng, thật sự mình sẵn sàng, thì mình cũng sẽ đón nhận được những cái công việc như thế. Quan trọng nữa là khi mình đã làm thì mình sẽ cố gắng làm tốt hết sức. Sống như kiểu chị em mình ấy, cứ theo đuổi những cái công việc mình yêu thích, nó không phải là cái sai, nhưng mà có đôi khi mình bị thiếu một cái chiến lược. Cho nên là cái cách sống của mình nó cũng chưa đảm bảo cái sự an toàn về cái tiền bạc này, thậm chí an toàn về mặt cơ thể cho mình. Chị nghĩ là sau cái chuyến Thái Lan đấy thì cũng phải cảnh tỉnh em vài điều chứ. Nó cũng có một đôi chút may mắn, chứ nó không hẳn là kiểu một câu chuyện thần tiên mà chúng ta có thể áp dụng nó ở tất cả mọi chuyến đi. Em có thấy thế không? Sau cái chuyến Thái Lan đấy thì bắt đầu em về Đà Nẵng và em nhận ra là em không còn tiền. Ừ. Chị vẫn thử tưởng tượng là em còn 300 bạc duy nhất và em đi đổi thì chắc là nó rơi vào tầm được 200.000, khoảng hơn 200.000 gì đấy. Thế thì làm thế nào để sống tiếp? Ừ. Em vẫn nhớ là đợt đấy em có nhận một cái job là trang trí Giáng sinh. Bản thân mình lúc ấy cứ nghĩ là có công việc gì mà có tiền ấy thì mình nhận thôi. Đấy, nhưng mà sau đấy thì cũng không được nhiều tiền cho lắm, nhưng mà kiểu nó cũng đã cứu vớt mình trong một vài ngày. Và sau đấy có thêm một vài những cái công việc nữa nó đến. Tuy nhiên thì là nó khiến cho em đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi, và thậm chí là bản thân em tự thấy chật vật trong cái chuyện là thế thì mình sẽ đi đường nào tiếp. Lúc mà em nhìn lại thì em mới nhận ra là trên cái hành trình 9 năm của mình, thật ra mình cũng không hẳn là mình đi theo một đường một mạch. Mà trên cái đường mà mình đi đấy thì mình lúc thì mình dễ sang công việc này, lúc thì mình dễ sang công việc kia, rất là ngắn hạn. Và lúc đấy thì mình nghĩ là mình có thể làm cái công việc đấy trong cái khoảng thời gian đấy, mục đích là có tiền, kiểu lấy ngắn nuôi dài, lúc đấy mình nghĩ thế. Tuy nhiên thì mình không nói là nó là sai hay là đúng ở đây, mà em chỉ muốn nói là sau những cái lần lựa chọn như thế thì em nhận ra là bản thân mình không phù hợp. May là có những cái lựa chọn như thế để mình biết là bản thân mình không hợp với cái công việc đấy, và mình không thể nuôi mình bằng cách lựa chọn những cái công việc ngắn hạn được, mà cái mình cần là một cái nghề có thể nuôi mình trong một cái chặng đường dài và xuyên suốt. Và ít nhất là bây giờ hỏi bạn Quỳnh ta đi làm gì thì có thể tự tin nói với cả mọi người là wedding planner thay vì là làm freelancer như hồi trước. Thế em thấy cái việc mà mình cứ rẽ ngang rẽ dọc để tìm những cái lựa chọn công việc ấy, đôi khi nó còn giống như một cái bẫy. Nếu mà mình không tỉnh táo thì mình sẽ rất là dễ để sa vào đấy. Và hệ quả của những cái lựa chọn đấy thì là vừa như bản thân em nhé, bản thân em khi mà sa vào những cái lựa chọn mà mình cảm thấy là nó không đúng ấy, thì vừa là xuống tinh thần, và có thể là nó còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nữa. Tại vì cái tinh thần của mình mà không tốt ấy thì cái sức khỏe của mình nó cũng bị kéo theo. Vừa mấy ngày trước có một bạn, bà ấy gửi cho em là công việc ở Đà Nẵng, có một công việc tuyển dụng ở Đà Nẵng này, có làm không. Em cũng phải suy nghĩ mất một lúc. Thì em mới thấy là nó phù hợp với bản thân mình ấy. Tức là nếu mà như ngày trước em chỉ cần thấy là à, công việc này ở Đà Nẵng và có một vài yếu tố trong đấy là nó hợp với mình, thế là mình ứng tuyển.
Em mà là như em của ngày trước thì là em sẽ sa ngay vào cái mà em đã từng trải qua trước đấy rồi. Thì đấy, bản thân em hiện tại là em sẽ kiểu gọi là bình tĩnh hơn khi mà mình đưa ra những cái quyết định ấy. Tức là để mình chậm lại, mình nhìn xem là cái công việc đấy nó có cái gì, nó có bao nhiêu yếu tố là mình yêu thích, nó có đảm bảo được một cái sự gắn kết lâu dài với mình hay không, nó có đạt đủ những cái yếu tố mình cần và mình có thể cho nó nữa, đúng không? Chứ không phải là một cái quyết định nóng vội như ngày xưa. Với cả có một điều nữa em muốn chia sẻ thêm ý, là tất cả những cái quyết định của em bây giờ ấy, thì em vẫn muốn hướng đến cả cái sự cân bằng. Cân bằng cả về tinh thần, mình có thực sự muốn làm cái công việc đấy hay không. Nếu mà mình làm thì cái tâm thế của mình nó sẽ như thế nào. Trước mắt là đầu tiên mình phải thích đã, thì nó mới không kéo theo những cái ảnh hưởng đến sức khỏe. Với cả một cái cân bằng về cái thời gian mà mình sẽ làm nó. Tại vì em nghĩ là sẽ đến một độ tuổi thì mình sẽ bắt đầu để ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Có rất nhiều bài học nữa. Đúng rồi. Chị nghĩ là ngày hôm nay khi bọn mình nói với nhau câu chuyện này thì thực ra nó cũng chỉ là một câu chuyện để chia sẻ thôi. Nó không phải là một cái tấm gương hay là một cái hình mẫu gì. Nó chỉ là đơn giản là câu chuyện của Quỳnh Tabi, câu chuyện của Jolie để các bạn nghe xem. Thực ra chúng ta sống trong thời đại mà mọi người cũng hay nhắc đến theo đuổi sở thích, theo đuổi đam mê, theo đuổi lý tưởng. Thì chị nghĩ là em là một điển hình của việc là sống theo sở thích rồi. Sống theo những cái sở thích và đam mê của mình. Và cũng có những lúc em cảm thấy hối hận này, cũng có những lúc em cảm thấy em đã lựa chọn sai lầm này, có lúc em cảm thấy là những lựa chọn đấy nó giống như một cái bẫy. Và đến thời điểm hiện tại thì em muốn chậm lại để tìm cho mình một cái nghề thực sự để theo đuổi, đúng không? Thì chị nghĩ là đây đã là đủ để cho các bạn rút ra cái gì đó hoặc không. Có một cái chuyện mà em muốn kể thêm với cả chị. Thông qua cái chia sẻ của chị vừa rồi, thực ra là hai chuyện. Một chuyện là gần đây khi mà em có một buổi chia sẻ 1-1 với một người bạn, thì sau đấy bạn ấy có gửi feedback, gửi phản hồi lại với em ấy, là lúc nào cũng thấy Tabi rất là tích cực, lúc nào cũng thấy bạn ý khiến cho mọi người cảm thấy là có động lực ấy. Thì không biết là có khi nào Tabi rơi vào trạng thái tiêu cực hay không. Còn cái câu chuyện thứ hai là những cái năm mà em đi làm tình nguyện mà em chụp ảnh ấy, thì rất là bất ngờ, bởi vì em nhận được những cái lời nhắn từ các bạn tình nguyện viên ở các cái vị trí khác nhau. Và các bạn ấy nhắn cho em là các bạn ấy rất là cảm ơn em vì nhìn em thôi là các bạn ấy đã có động lực, kiểu như một dạng truyền cảm hứng. Thế là sau đấy thì em mới nói chuyện với các một bạn, thì hôm đấy thì em có tiếp tục em lại cảm ơn bạn ấy một lần nữa. Bởi vì là những cái năm đấy bạn ấy đã gửi cho em những cái dòng đấy mà bản thân em không hề biết được là bản thân mình đã mang tới những cái điều đấy cho các bạn ý. Thế là bạn ấy có nói với cả em là nếu mà chị nói là chị đang làm như thế để tạo cảm hứng cho mọi người thì nó sẽ không phải là cái việc truyền cảm hứng nữa. Đấy, cái điều đấy khiến cho em cảm thấy rất là bất ngờ. Thêm nữa là khi mà các bạn ý xem Facebook của em, xong rồi thấy những cái hành trình của em đi, thế là xong rồi bắt đầu có những cái chuyến đi mới từ những người bạn mới bắt đầu diễn ra để đi tìm mình. Hồi đấy thì em cũng khá là sợ khi mà nghe được những cái thông tin kiểu như là em tao nó thấy mày đi nhiều, xong rồi nó cũng muốn bỏ học để đi theo mày đấy. Thì cái điều đấy khiến cho em bắt đầu có ý muốn chững lại, muốn tách khỏi mạng xã hội. Và em cũng muốn nói với cả những người bạn đấy, kiểu cũng rất là muốn cảm ơn các bạn ý vì bản thân mình không kiểu cố phải tỏ ra cái gì cả để cho các bạn ấy là thấy mình đang làm như thế. Nhưng mà rất là may, trên cái hành trình mình đang làm những cái việc mà mình có thể, thì các bạn lại nhận ra được một vài điều gì đấy. Rất là vui. Ngoài ra thì em cũng muốn nói thêm với các bạn ý nữa là kiểu ai cũng có những cái góc tối với góc sáng ấy. Đôi khi cái các bạn ý thấy chỉ là cái góc sáng thôi, cái mình thể hiện ra bên ngoài thôi. Còn ai cũng sẽ có những cái mặt tối bên trong mình ấy, mà cái góc tối đấy đôi khi là nó còn được che lại. Và thậm chí là che rất là cẩn thận. Nên là các bạn không phải lo đâu. Ai cũng sẽ có những cái lúc lên lúc xuống thôi. Vì nếu mà không lên không xuống thì không phải là cuộc đời. Nó sẽ không phải là một con người nữa rồi. Không biết là nghe chương trình này xong thì các bạn cảm thấy thế nào, nhưng mà đây là cuộc sống. Đây là cột sống của một bạn 25 tuổi. Cột sống này có lúc thẳng,
có lúc cong chứ không phải là lúc nào nó cũng rất là tươi sáng, lúc nào nó cũng là rất là vui vẻ. Và Tavi thì cũng giống như Jolie thôi, không phải lúc nào chúng tôi cũng vui vẻ như thế này, và sẽ luôn luôn có những cái giai đoạn cảm thấy hoang mang. Chắc là các bạn cũng thế thôi. Thì đây là một câu chuyện để chúng ta có thể biết là ở trên cái hành trình sự nghiệp, giữa các lựa chọn, chúng ta đã gặp phải những cái điều gì. Không biết là số này khi lên sóng thì các bạn cảm nhận được điều gì, thì các bạn hãy chia sẻ, comment, bình luận với Jolie cũng như là Tavi. Cảm ơn Tavi rất là nhiều. Hy vọng rằng là chị sẽ nhìn thấy em vững vàng hơn ở trong giai đoạn sắp tới, khi mà em đã xác định được cho mình là à, bây giờ tôi là cô Quỳnh Tavi Wedding Planner đây. Sau cái giai đoạn chững lại này thì em sẽ chọn được một cái công việc hợp với em về mọi yếu tố, và theo đuổi con đường đấy một cách vững vàng với tất cả những cái gì em đã có, những sở thích em đã có trên hành trình sắp tới này. Cảm ơn chị nhiều. Ôi, rất là vui bởi vì lâu rồi mới có người gọi ra hỏi chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ. Mình nghĩ là khi mà cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, nên là không phải lo đâu, cứ đi tiếp thôi. Dù có vấp ngã, có sai thì nó cũng sẽ là một cái điều nó phải xảy ra trong cái cuộc sống của mình, nên là mình sẽ học được những cái bài học thông qua những cái điều đấy, kìa, vui hay buồn thì nó cũng là những cái mà rất là đáng giá. Nên là cứ tận hưởng cái moment này thôi các bạn ơi. Ok, hãy enjoy cái moment này thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.